Ăn chừng nào ăn lấy em. Để mấy đứa. Cái này em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Trời đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi cho rồi. Tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, giọng lạ quá, chào bạn. Phường Điều ấy, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Vậy hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là dạ. Giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng á chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bọn em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, những cái ghế, những cái chai nước. Ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi. Thế bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang? Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm? Đến đây tìm người yêu. Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn? Vâng. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nói chứ em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi? Dạ. Bao nhiêu năm? Dạ cũng 4-5 năm nay. Dạ. Rồi hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ đúng rồi. Tình duyên mới đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Là em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nữa là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại ở đó. Mà trong cái khoảng thời gian đó em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Vậy quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À. Đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có em... thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không hả? Phải không? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát rồi thua học trò nữa, còn bạn hát ha, được không? Em hát kinh lắm rồi. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa thành ra là dạ. À, quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử cái sao? Em hát thử một đoạn thôi. À. Người ơi, làng quan họ quê tôi cửa đình ngô bán nguyệt chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, quan họ về là về trao duyên, ấy quan họ về trao duyên. Cũng được. Nãy giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ em muốn muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Hay gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cái duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá. Thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à? Vậy khuyết điểm?
hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân người đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó thì đá tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh à? À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài chả có ai rủ em. Chào hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay á. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ. Vui vẻ. Dạ dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán hói hoặc là bụng bơ chị. Cả thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bự mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gu này lạ luôn nha. Gu quá lạ. Ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Cái vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mày có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? À em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em, mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao ngày tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chị. Nhìn nó cứ đều đều kiểu thế ấy chị. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương. Coi cái anh bên này sao. Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành, biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẹ lẹ quá là không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè thì cờ bạc thì không. Bia thì có uống. Dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Cô của Huệ. Dạ. Bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy thì cũng được. Rồi nếu mà đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương không cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn uống nhiều bồi dưỡng vô. Hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao được. Rồi còn bạn Tú. Dạ cảm ơn cô. Dạ em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò cùng hai MC Cười Khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Gì mà bất ngờ vậy, gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đội của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm ạ. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Nó không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy đó. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà.
nhau, cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Vậy phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Vậy ạ. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi, rồi rồi nhậu mà dắt em đi hoài, cuối cùng bụng ai bự? Cho người ta đi, người ta uống một mình thì bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ dạ, chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? À, anh chừng nào anh lấy em? Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em? Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh hỏi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thắng thắng rồi đi, đúng rồi. Thắng thắng rồi đi. Bao giờ? Okay. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về dinh ha. Dạ, ok. Ừ. Đẹp mấy đứa. Cái này em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. Anh Tổng Dương thì cũng sao? Anh quyết định chứ rồi em quyết định đâu có được. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi chơi rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Ừ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi ấy là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính. Rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà... Ghê lắm phải không? Lù khù rồi. Rồi đó. Bạn cứ nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ, được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Cười. Điện giật, điện giật. Hả? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không, không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Cá tính. Diễm My, năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Ừ. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí. Mình nói cụ thể việc của mình cho chị My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty mắt kính Việt. Hiện tại là chị đang trưởng bộ phận của tổ kiểm. Kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hồng Sơn. Những cái người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính? Dạ. Khó tính khi kiểm tra rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em ở trong công ty vận tải đó. Em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán. Làm kế toán thanh toán. Mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được. Còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Thì là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không? Thế bây giờ sở trường của em là gì? Em thích may trang phục. À. Dạ, thích cắm hoa. Rất là nữ tính.
Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Bạn muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy... thôi mình du di chút đỉnh đi ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao không? Dạ có. Chơi môn gì? Môn thể hình là đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Đây thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quan niệm một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bên nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là trương chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu thổi sáo cũng không ai lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi làm cũng nhâm nhi một vài sáng sớm mà thổi sáo. Ông làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Thử đi. Dạ, rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet ạ. Đoạn cuối hơi rung, nó quên mất nhịp. Nó tắt cỡ như mối tình vui như thế thì thôi. Cảm ơn của Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá là hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có cái trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế là khắc phục sao được. Khắc phục sao được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm, buồn bất chợt lắm, người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn nó nguy hiểm này. Thổi kèn phút cuối rồi đó, kèn lá rồi đó nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì hả người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên gây lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây, bên kia cầm cái sáo ra thổi bạn chịu không? Em sợ tới đó anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu em chơi, có thấy ảo thuật luôn. Ảo thuật mà, chào chị ạ. Lành quá. Bây giờ là thích cái gì hả người con gái? Là biết ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm? Dạ có, thân hình vừa phải. Chứ mẫu người giống Tăng Minh Hà rồi. Lại ông bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Con dạ, này chắc... được lắm, ráng nghe không? Dạ được. Em tin tưởng chị. Tin tưởng chị Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Muốn chồng chưa? Dạ từ từ ạ. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao? Cái đó thì thương lượng sau anh. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên cho hai người gặp mặt với nhau. Che cái hình xăm nha. Hình xăm bự lắm. Xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Em có... Bông. Sorry, quên mất. Chơi người. Dạ rồi, em cảm ơn. Cô gái mà con người nhắc nữa. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi không? Dạ em... cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Vì anh có mà anh có một cái khuôn viên rất là hữu tình. Chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn họ đi chơi với em mà ảnh cứ tự nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà anh tưởng tượng em mà Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ đúng rồi. Cái tính của em nó rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mà em nổi lên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại vì nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại vì tính anh cũng vậy, nhưng mà anh suy nghĩ trước rồi là khi em bướng anh nhìn anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa được rồi.
Thí dụ giờ chỉ giận nè, đó làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận, thí dụ. Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Không, đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi. Chứ mình ra mình hát cũng rất là được. Trời ơi. Được không em, thấy được không em, vui chưa? Dạ, dạ vui. Mấy chiêu này cũng được ha. Còn một câu nói nữa, thật tình cảm vô. Trước khi chúng ta tiến hành bấm nút, hôm nay đến chương trình thì cũng gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? À, anh muốn hẹn hò với em được. Ok. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không miệng cũng giật cũng rung á. Tôi muốn giật giật, mặt cũng giật giật vậy đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước em không có rung dữ lắm, bây giờ sao rung dữ? Tim em đập thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Jimmy, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ, thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái tính cách, nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện xong. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó, em thích lắm á. Rồi bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1. Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp tương lai đang chờ các bạn. Cảm ơn chú Quỳnh Linh đã đề xuất những câu hỏi rất là hay. Thì anh xin hỏi là em dự tính là lúc nào thì em về quê? Em là 28 âm. 28 âm, dạ cũng hơi muộn nhỉ. Tại vì không sao cả, thì ở mỗi vùng miền nó có cái lịch khác nhau và công việc của mỗi người tính chất nó khác nhau. Thì khả năng là do các em phải ở lại để có phục vụ khách hàng ấy. Còn anh thì làm tự do thoải mái nên là giờ nào em gọi cái là anh qua ngay được. Anh có thể ở lại với em một hai hôm nữa, có thể dẫn em đi chơi đấy, để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh không ngại hy sinh thời gian những cái đó của riêng mình. Khi mà anh yêu thương một người thì anh có thể chấp nhận hy sinh cả tính mạng về cho gia đình và vợ con anh. Anh rất là yêu gia đình anh, về bố mẹ anh này, những người thân xung quanh anh rất là yêu. Anh còn là con người sống vì gia đình nhiều hơn. Anh có anh Dũng ở dưới đó, anh làm với anh cũng lâu rồi, anh cũng hiểu con người anh. Thực sự là anh sống rất là tình cảm. Được. Dạ. Rất được. Rồi. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên trao đổi với nhau đi. Dạ. Thì như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ lập gia đình. Nhưng anh dự tính khoảng 1 năm nữa sẽ lập, bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi như cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi. Đó. Thì cơ khoảng 26, 27 tuổi là kết hôn được rồi. Thế để muộn quá thì nó cũng không hay, sau này con cái nó cũng muộn. Đó. Thì cái đó là vừa đẹp luôn đấy. Thì cái trong hy vọng rằng là trong 1 năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em và dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh biết rằng thì không có ai là hoàn hảo cả, con người không có ai hoàn hảo cả. Thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được theo ý em chẳng hạn, bởi vì người làm kinh doanh anh biết rằng em là một cô gái rất là độc lập và năng động, thì cũng thậm chí là cũng cá tính nữa, cho nên có nhiều cái ấy, thì mình sẽ xích mích với nhau hoặc là chưa được vừa ý quan điểm mỗi người mỗi khác. Thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau chia sẻ và bàn bạc, đừng có cãi lộn hay gì cả, anh không thích cãi lộn. Anh nói nó giống kiểu như giống em á, là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng, nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống, em xa thì góp ý, anh xa góp ý, thì em thấy như thế rất là tuyệt vời. Đừng có cãi nhau, đừng có gì hết, là ngồi xuống nói chuyện. Em sai chỗ này, em đừng có làm cái này. Em thích như thế, hai người chia sẻ với nhau. Đó là người em quan điểm với trong cuộc sống của em, đó là người với người sống để yêu thương. Thì
chúng ta không có thể yêu thương được với nhau thì đừng ghét bỏ nhau hay gì cả. Đấy, lúc nào cũng tôn trọng nhau, ý kiến mỗi người mỗi khác mà, cho nên mình tôn trọng ý kiến của đối phương và người đối diện đó. Đấy. Dạ. Có nhiều khi là định kiến là phải để con trai cho làm được. Các bạn cũng đề luôn coi mỗi mỗi bên thích con trai con gái đầu lòng cái gì đó. Mời các bạn. Mời bạn nữ nói, nãy giờ em nói nhiều rồi, sẽ bạn nữ nói trước. Dạ. Em thì trai gái gì cũng được đó. Nhưng mà nếu mà được chọn đó, thì em sẽ chọn trai. Kiểu như là đi với con trai cảm thấy là mình được bảo vệ. À hay. Anh cũng thích con trai đấy, con trai đầu lòng của anh, à, con người con đầu lòng của anh mong muốn là người con trai. Dạ. Đấy. Hai bạn bàn với nhau về kinh tế đi, lập lấy chồng có lộn, lập gia đình xong thì hai bạn phát triển kinh tế như thế nào? Lập nghiệp ở đâu? Kinh tế em chia sẻ nhé. Kinh tế thì với em thì em làm kinh doanh cho nên nó sẽ có hai cái tài khoản, một là tài khoản lương của mình và tài khoản của công ty thì cái chi phí hàng tháng mình phải duy trì hoạt động kinh doanh là khác, còn cái thu nhập của mình thì em sẽ dành cho người vợ nhiều hơn. Tất nhiên thì đối với một bạn nữ như em thì có thể là không phải lo lắng, anh không cần phải quá lo lắng về cái chi phí gọi là cái cách chi tiêu hơn đó, cái chuyện kinh tế cho em nữa, nhưng mà anh vẫn muốn là dành những cái gì đó hai người chung, là anh muốn đưa cái những cái thành quả của mình về cho gia đình, cho vợ để cô ấy chăm lo cho con cái mình rồi cái việc trong gia đình đó. Đấy. Thật sự luôn. Tại vì khi mình là một người đàn ông ấy, mình đi làm về thì tất cả những điều mình làm không phải cho bản thân mình nữa. Bây giờ hiện tại là em không phải làm cho bản thân mình, mà em mong muốn là em nỗ lực là vì gia đình mình. Bởi vậy ngày hôm nay em mới lên đây để em tìm một cái nửa đối phương của mình. Dạ. Đấy là cái quan điểm của em về chuyện hôn nhân và kinh tế. Đấy. Đấy, bạn nữ nói. Là em cũng không có cái suy nghĩ về nó nhiều, nhưng mà em nghĩ là nếu mà kết hôn thì em nghĩ là cuộc sống của em và cái gia đình của em thì sẽ không đến nỗi là khó khăn đâu. Em sẽ có cách của em và em luôn luôn chu toàn cho cái gia đình của mình, không bao giờ sẽ xảy ra trường hợp là đến cuối cùng đến khó khăn lắm. Với cả là em rất là thích học á, em là người rất là kiểu như rất là thích học, cái gì không biết thì học, học hỏi. Ví dụ như ngày xưa thì mình không có biết quản lý chi tiêu, nhưng mà khi mà đi ra làm kinh doanh ấy và đi học gặp gỡ nhiều người thì mình thấy là mình cần phải học về cái kỹ năng quản lý tài chính. Thì khi mà mình có được cái kỹ năng đó thì chắc là tiền không là vấn đề. Em rất là nhiều cái điểm chung với anh. Anh rất là thích học, anh học phát triển bản thân, học phát triển kinh doanh, rồi rất là nhiều thứ anh cần phải học. Chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau. Chúng ta bấm nút thôi, chừng chừ gì nữa hết. Bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng của cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai, không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi, hai bạn đến đây để gặp nhau. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng ta thấy rằng thời khắc rất hợp lý, câu chuyện rất hợp lý, tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý. Hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hợp luôn. Chúc mừng hai bạn. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tay ấm nè. Ấm rồi. Tay anh hơi lạnh, tại hôm nay có cái máy lạnh. Bây giờ ở quê nhà Quảng Ngãi ha, có ba mẹ của bạn gái đang xem. Bây giờ mình chào gia đình, chào hai bác, chào cả nhà. Xin phép hai bác cho con hẹn hò với nhau. Và con hứa hai bác điều gì đó ha? Nói người lớn chút xíu. Coi người lớn đang ngồi trước mặt mình đi. Con kính chào hai bác.
là phụ huynh của em. Thì ngày hôm nay con có duyên đối với em ở đây là một cái duyên không biết là ngẫu nhiên hay là đỡ được sắp đặt. Nhưng mà ngày hôm nay con có mặt tại đây, con hy vọng rằng thời gian sắp tới sẽ là những cái thời gian tuyệt vời nhất của con dành cho em. Nãy giờ con quên mất tên của bạn. Vĩ. Viễn. Em Viễn ở đây để chúng con có thể là thành đôi thành lứa để sống với nhau đến trăm năm bắt đầu. Con cảm ơn hai bác rất là nhiều. Cảm ơn khán giả và hai MC. Anh thích em rồi đó. Hay lắm. Nhớ nhớ tên Viễn nha. Viễn. Có thể nãy giờ ồn ào quá không nghe, không nhớ thôi. Rồi, Viễn nói gì với lại gia đình của bạn trai đi. Chắc có Viễn cũng không nhớ tên bạn bên đây đúng không? Đức. Đức. Đúng rồi, mình Đức. Đây là gái. Đúng rồi. Nói gì với gia đình đi. Thí dụ gia đình đang xem ấy, gia đình mình Đức đang xem đó. Dạ. Con chào gia đình bên anh. Thì con rất là cảm ơn cô chú đã xin anh. Con xin chào cô chú. Vậy thôi hả? Dạ. Thôi. Bây giờ em run quá thì nói giùm em luôn, nói bố mẹ đi, nói giùm em đi. Bố mẹ ơi gì đó. Bố mẹ ơi, ngày hôm nay con tự tin con đứng trên sân khấu này. Con gặp được em Viễn là một cái duyên từ có lẽ là thiên điện định tiền duyên. Con luôn tin vào duyên số, vợ chồng đến với nhau là cái duyên nợ từ kiếp trước. Thì ngày hôm nay con đã có mặt ở đây rồi và con sẽ nỗ lực hết sức mình để và che chở cho em Viễn, dành những cái sự điều tuyệt vời nhất dành cho em Viễn. Và con sẽ mang một người con hiền lành, ngoan ngoãn và biết chăm lo cho gia đình về cho bố mẹ. Bố mẹ anh đang mong em lắm đấy Viễn ạ. Đây. Ôi đưa em con đi vô đó thì đi theo bạn gái chứ. Không lẽ đường em đi em đi, đường anh đi em đi à? Một ngày Valentine rất là thành công, rất là nhiều niềm vui, rất là hạnh phúc. Thật ra là các bạn hạnh phúc là mình vui đó. Đúng rồi, hạnh phúc này xin gửi đến những cặp đôi đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau. Và những cặp đôi đang đến một ngày lễ hội Valentine thật là hạnh phúc nha. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc của chúng tôi. Mọi người hạnh phúc một, chúng tôi hạnh phúc nhiều. Chúng tôi là như vậy đó quý vị. Hãy trao nhau tất cả hạnh phúc trong cuộc sống này, để cuộc sống này nó nhẹ nhàng hơn, yêu đời hơn và thăng hoa hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam,
Toshiba Việt Nam, đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 trên 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.